Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Đấy, bên này thì có cả số này, có cả Zalo. Anh em lưu ý là mua hàng thì các bạn Zalo để xem mẫu hoặc là đăng ký kênh, nhớ phải đăng ký kênh. Đăng ký kênh để like video ủng hộ shop. Đấy, nhớ phải đăng ký kênh anh em nhé. Đấy, thì bên nhà em thì có một số điện thoại này duy nhất, số này có cả Zalo, phục vụ anh em 24/24. Đấy, cái chất lượng kẹo thì bây giờ em sẽ quảng cáo như nào, em gửi hàng cho anh em như thế, cam kết đều đẹp chuẩn chất lượng không viêng, cam kết luôn cho anh em như thế. Thì hôm nay thì mẫu Slum 635 về thì phục vụ anh em. Thì cái mẫu Slum này là mẫu chuẩn luôn anh em, loại này thì bao test cho anh em là hơn 100m, cực kỳ chất lượng. Đấy, anh em nhìn xem đều đẹp chất lượng không viêng, cam kết luôn cho anh em là như vậy. Đấy, đều đẹp chuẩn chất lượng không viêng. Thì hàng mẫu hàng này là mẫu kẹo chuẩn Slum này thì anh em hay dùng miền Nam, phiên bản miền Nam nước ngoài thì dùng nhiều nhất. Đấy, anh em nhìn thì anh em biết. Còn cái loại này thì hàng chỉ nhập khuôn nhập nên đều đẹp chuẩn, kể cả cân nặng đều như nhau hết. Có cả 635, có cả 5.52, 5.5. Đấy, đầy đủ luôn cho anh em. Đây là 5.5, 5.5 bản váy lõm. Đấy, đều đẹp chất lượng váy lõm nhé, đều đẹp chất lượng, cực kỳ ok, ổn định luôn cho anh em. Đều đẹp chất lượng không viêng anh em ạ nhé. Đấy, tiếp theo là em giới thiệu cho anh em Slum 4.5. Đấy, loại này thì dùng cho PCP. Đấy, chì dây mềm. Đấy, chất lượng cực kỳ ok. Đấy, tiếp theo là em sẽ giới thiệu lấm cho bên nhà em, cho các bác. Thì lấm rẻ nhất bên nhà em thì giá 350.000 một ký. Hàng này thì chưa bao cước vận chuyển, cứ vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Mẫu này 350.000 một ký. Thì loại này thì đều đẹp chất lượng không viêng, ổn định luôn cho anh em nhé. Đều đẹp chuẩn chất lượng không viêng. Đấy, cam kết đều đẹp chuẩn không viêng. Còn hàng này thì bao test cho bác khoảng 560m. Đấy, đây là hàng rẻ bên nhà em. Còn nếu mà anh em muốn mua hàng trung, hàng đắt thì có FXG Gold và Cricket. Thì loại này thì bao test cho bác là 90m ăn lắp C2 và hơn 100m ăn cò. Đều đẹp chuẩn này, chất lượng này. Đấy, anh em nhìn xem 10 viên nó như một, đều tăm tắp, đẹp chuẩn, không viêng. Đấy, quá là ổn định phải không ạ? Thì quay sơ qua cho anh em là như vậy. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại là 0829411281 giúp em. Đấy, nhớ giúp em là không kiểu không xem nào. Đấy, xin chào anh em và hẹn gặp lại.